Chào cả nhà thân yêu. Hôm nay thì gốm Nhật Toki đặc biệt giới thiệu cho anh chị mình một chiếc tô xưa sưu tầm thuộc dòng gốm sứ Kutani, gốm sứ Nhật Bản. Và trên chiếc tô này thì sẽ có tích, đó chính là tướng quân phục hổ nha cả nhà. Và chắc là bây giờ thì gốm Nhật Toki sẽ đi vào chi tiết của ngay chiếc tô này luôn để cho anh chị có cái nhìn chân thực và chính xác nhất về chiếc tô này nha. Và mời cả nhà cùng với em chiêm ngưỡng và nhận định chiếc tô này luôn. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào đường kính của chiếc tô này đầu tiên nha. Chiếc tô này sẽ có đường kính lên tới, đây là một chiếc tô đường kính rất lớn, 28 cm, một chiếc tô mà lớn mà gốm Nhật Toki có cơ hội sưu tầm được. Về cái bề ngang của chiếc tô này thì đâu đó cũng rơi vào tầm khoảng 8 đến 9 cm nha cả nhà. Và bây giờ thì chắc là gốm Nhật Toki sẽ mời mọi người cùng chiêm ngưỡng vào tổng quan sát cận cảnh chiếc tô này luôn, và mời cả nhà cùng em nhận định về cái độ tuổi cũng như là thời kỳ của chiếc tô này luôn nha. Thì đây, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Trước tiên, ở phía đằng trên của chiếc tô này, phía trên cùng sẽ có một hình con chim phượng hoàng, một biểu tượng của gốm sứ Nhật Bản. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết ở cái phần viền trước nha, rồi sau đó thì sẽ đi vào trung tâm sau. Nhưng chị có thể thấy những cái nét vẽ gấm được làm rất là nhỏ xíu tí ti ở đây nha. Rồi tiếp theo sau đó là những cánh hoa. Nhưng chị có thể thấy những cái cánh hoa cúc ở đây cũng được vẽ rất là tỉ mỉ từng chi tiết, với lại vẽ tay toàn bộ luôn nha. Đây, cuối cùng chúng ta sẽ đi xuống phía bên dưới. Hoa văn trung tâm của chiếc tô này chắc chắn là một hình ảnh một vị tướng quân đứng dưới bóng tùng, và xa xa là núi non và cánh rừng đang dùng một ngọn giáo nhọn để đâm vào một chú hổ nha. Đấy, đang phục một chú hổ. Các đường nét ở trên chiếc tô này thì mời mọi người cùng em xem và cảm nhận nhé. Trước tiên là anh chị có thể nhìn cận cảnh vào vị tướng quân, sau đó là cái chú hổ cũng được vẽ rất là nét nha cả nhà. Vần viền vàng của chiếc tô. Sau đó là phía phần bên ngoài của chiếc tô này thì cũng sẽ được vẽ thêm các đường nét hoa văn đặc trưng của gốm sứ Nhật Bản. Và điển hình anh chị có thể cảm nhận thấy đó chính là một chiếc triện ký Kutani cùng với cái phần nền nha. Cốt của chiếc tô này á, là cốt sứ nha cả nhà. Mặc dù chiếc tô rất sâu tuổi nhưng lại là cốt sứ. Và đặc biệt anh chị cũng có thể nhìn vào cái đường nét ở trong đây, những cái đường nét ở trong chiếc tô này để cảm nhận chiếc tô có độ tuổi như thế nào nha. Đây, những cái nét vẽ rất là tuyệt vời. Và điển hình nữa là chiếc tô này là, xin phép báo cáo với cả nhà luôn, là một chiếc tô xưa, sâu tuổi nhưng lại lành tích 100%. Và cũng mời cả nhà cùng gốm Nhật Toki nghe thử cái tiếng của chiếc tô này luôn nha. Tiếng cực kỳ vang, vang như chuông luôn cả nhà. Đây, một chiếc tô gốm sứ Nhật Bản sưu tầm tô xưa. Và độ tuổi của chiếc tô này thì gốm Nhật Toki cũng xin được phép đánh giá là rơi vào tầm khoảng là thời kỳ Meiji nha cả nhà. Đây, giới thiệu với cả nhà chiếc tô này nha. Em xin phép đặt lại vị trí trung tâm để cả nhà có thể nhìn ngắm lại một chiếc tô đường kính siêu lớn 28 cm như thế này nha. Và nếu như cả nhà mà muốn cùng gốm Nhật Toki giao lưu các sản phẩm gốm sứ Nhật Bản sưu tầm, và đặc biệt là chiếc tô sâu tuổi, tô xưa này với tích là tướng quân phục hổ, thì có thể liên hệ với gốm Nhật Toki qua số Zalo nha, 0901112334. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi. Và một lần nữa thì gốm Nhật Toki xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Toki.